Mình test thêm cái bộ bộ bốn bóng nóc của bạn bạn Phụng ở Bình Dương. Bạn mua bộ 12 bóng, giờ thêm bộ bốn bóng nóc mới về. May là chưa đi. Rồi kiếm nguồn vô thôi. Cái này là mình đã giới thiệu trong cái clip dành cho những người chơi mô hình tỉnh rồi ha. Rồi kiếm nguồn vô. Một tài rất khó chơi. Rồi. Ủa đi. Rồi đây sáng đèn đủ. Hôm nay là hãy mà mình đổi cái tín hiệu từ âm qua dương á, thì nó sẽ đổi cái mod. Thằng này cũng nhiều mod mà. Nói chung là bóng này mình bán cũng nhiều, giống như mấy cái bộ 12 bóng vậy đó, nhiều lắm. Đổi mod chết đó. Trong các mod thì nó có một cái mod là sáng đủ, mốt tiếp theo nó là tắt hết đó, cho nên ai trong muốn tắt thì cứ chuyển qua mốt đó thôi. Giới thiệu luôn là sao nó có cái nút nè, đây nó có một cái nút công tắc nè, bấm đây thì nó đổi mốt dễ dàng đó, đổi mốt đó, mỗi lần bấm đổi mốt. Trang này đẹp mà. Mình cũng thích. Rồi vậy nha, cái này của bạn Phụng Bình Dương. Yeah.